Ủa chó này anh nuôi hay là bán? Nuôi. Nuôi chơi vậy hả? Đã ta. Ủa anh có nuôi mèo không? Anh có nuôi mèo không? Nuôi mèo, anh có bắt mèo không? Nhà em có mấy con mèo kìa. Mèo con á. Nhà cũng nuôi mấy con rồi, nhiều rồi, 4 con rồi. Vậy hả? Có 2 con, con mèo mèo bông. Anh có nuôi không? Em bắt ra cho anh. Bông bự chứ, bự. Nó nhỏ xíu, nó mèo con. Bông hả? Mèo bông với con mèo mướp. Anh bắt con mướp, con mướp có rồi. Bông cũng được, bông rồi. Mèo bông, nó đốm đốm, trắng. Vậy anh bắt con này, em con ra ừ. Em ra đưa nha. Ừ. Rồi rồi. Ở con chó đó, nó lại. Cô khôn vậy. Bà hỏi mày có nuôi mấy con chó mà không biết sao bệnh đường ruột á. Đường ruột chảy ra máu không? Dạ đúng rồi. Cái đó mình phải chích ngừa nó liền. Mình mua về á là mình lên thú y cỡ 2 tháng là chúng ta thú y chích được rồi. Để cho mình nấu nó rồi nó chích cho. Nó chích đường ruột á. Nó chích là 2 viên thuốc. Chả nó chỉ à. Mới mà nuôi chó gần 2 tháng là mình em lên nên mình sổ lại đó. Rồi chích đường ruột luôn. Mà tự động nó chích cho chỉ cho cái chỗ chỗ nó chỉ đường Nguyễn Hữu mình á. Biết ai ngày xanh đỏ ai bến xe Thành không? Biết chưa tới ngày xanh đỏ nha. Ví dụ từ ngay chỗ ngã ba Thái An mình là quẹo đường Nguyễn Hữu này thẳng qua cái gì mà vũ trường gì á, anh Châu gì á, anh Châu chơi á, qua anh chơi luôn, dễ bên chơi á, mà qua luôn, qua khoảng chừng 100-200 mét đây với thú y hình con hai chó chụp hình hai chó màu trắng á thì chú thú y đó trời ơi giỏi lắm. Em cũng thích nuôi cái này lắm mà nuôi nó chết 2 lần rồi tại vì không biết ngừa đó. Đâu biết đâu phải ngừa đó, chó là hay bị đường gục nhất. Từ nhỏ lớn lên là phải đường gục.